Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu bột ăn dặm cho bé. Để đảm bảo cho bé cao lớn, khỏe mạnh thì các mẹ nên tìm hiểu cách nấu bột ăn dặm đầy đủ dinh dưỡng cho bé. Và theo như Tổ chức Y tế Thế giới, bắt đầu từ 6 tháng tuổi thì mẹ có thể cho bé ăn dặm. Trong giai đoạn này, nhu cầu phát triển của bé tăng cao. Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho bé nhưng không còn đáp ứng đủ cái nhu cầu phát triển của bé. Vì vậy, mẹ cần cho bé ăn thêm các loại thức ăn bổ sung để bé có thể phát triển toàn diện. Mỗi mẹ đều có một phương pháp ăn dặm cho bé khác nhau. Tuy nhiên, dù là áp dụng phương pháp nào thì các mẹ cũng nên tuân thủ các nguyên tắc căn bản trong cách nấu bột ăn dặm cho bé. Trước tiên đó là ăn dặm từ ngọt đến mặn. Khi bắt đầu cho bé ăn dặm thì các mẹ nên cho bé ăn bột ngọt trước để giúp hệ tiêu hóa của bé thích nghi dần với thức ăn. Thứ hai đó là ăn dặm từ ít đến nhiều. Trong lần đầu tiên cho bé ăn dặm thì mẹ chỉ nên cho bé ăn từ từ, từng chút một để đảm bảo bé dung nạp được thức ăn. Các mẹ có thể bắt đầu cho bé ăn khoảng 1 phần 2 chén bột mỗi bữa và tăng dần lượng bột theo thời gian. Tiếp đó, hãy cho bé ăn dặm từ loãng đến đặc. Do bé vẫn đang quen với sữa mẹ, vì vậy khi mới bắt đầu cho bé ăn dặm, các mẹ nên nấu loãng để bé có thể ăn ngon miệng hơn. Chúng ta không nên bổ sung quá nhiều chất đạm. Các mẹ không nên chỉ cho bé ăn thịt, cá, trứng mà cần cho bé ăn cân bằng các nhóm thực phẩm để bé không bị rối loạn tiêu hóa. Cuối cùng đó là thêm dầu thực vật hoặc là dầu cá vào bột ăn dặm. 60% não bé được cấu tạo từ chất béo, vì vậy mẹ nên thêm dầu thực vật hoặc là dầu cá khi nấu bột cho bé. Các chất béo cũng giúp cơ thể bé hấp thụ tốt hơn các loại vitamin như là A, D, E và K. Trong khi mà chúng ta nấu bột cho bé ăn dặm thì các mẹ cần đảm bảo cân đối cả 4 nhóm thực phẩm. Đó là đạm, bột, chất béo, vitamin và các loại khoáng chất. Các mẹ có thể tham khảo cách nấu bột ăn dặm đầy đủ chất dinh dưỡng sau đây cho bé. Chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu đó là 200 ml nước, 10 g chất đạm như là thịt, cá băm nhuyễn, 10 g rau củ băm nhuyễn và 5 g dầu ăn. Để nấu thì chúng ta sẽ cho bột và nước vào nồi quấy đều rồi cho lên bếp nấu chín. Các mẹ nhớ quấy đều tay khi nấu để bột không bị vón cục. Sau đó thì cho thịt hoặc là cá đã băm nhuyễn vào nồi bột đảo đều nấu chín và cho tiếp rau củ, dầu ăn vào nấu, thêm gia vị vừa ăn. Nói qua một chút về cách chế biến thực phẩm ăn dặm cho bé. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh thì khi nấu bột ăn dặm cho bé, mẹ cần chế biến đúng cách để giữ nguyên các vitamin và khoáng chất. Đối với thịt bò, thịt heo thì các mẹ sẽ nấu thịt trong lửa nhỏ cho đến khi mềm rồi đem xay nhuyễn. Bé dưới 14 tháng tuổi nên chọn thịt nạc, bỏ mỡ, sụn, dây trắng trong thịt. Bé trên 14 tháng tuổi nên chọn thịt có một ít mỡ. Còn thịt gà thì mẹ sẽ xào qua thịt với dầu ô liu cho chín sơ, sau đó cho vào nồi, thêm nước, nấu chín mềm rồi xay nhuyễn. Lòng đỏ trứng thì chúng ta sẽ chọn trứng to, tươi, không bị vỡ, sau đó cho trứng vào nồi, đổ nước ngập trứng và đun sôi trong khoảng 18 phút, sau đó để nguội và bóc lấy lòng đỏ. Tiếp theo thì mẹ sẽ trộn lòng đỏ với 10 ml sữa và cho bé ăn ngay. Nếu như thấy những thông tin vừa rồi hữu ích thì các bạn có thể like, share và để lại comment dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.